Hello, vâng, xin kính chào tất cả bà con quay trở lại với clip tiếp tục của mình. Hiện tại kênh YouTube của mình cũng đã clip đó vào thứ hai rồi. Và gửi lời cảm ơn tới tất cả anh em đã ủng hộ trong suốt mấy năm qua, không nhiều cũng không phải là ít. Ok, thì hôm nay tiếp tục chương trình thì được sự nhờ vả của anh em thì mình sẽ tiếp tục rao bán một cái em cổ sư. Và có thể nói là trước đây đúng không ạ, các clip của mình đa phần là Thiếu Lâm Quyền, Ngai Minh Kiếm rồi phái mình ra bút Thuyền Tiên. Và thì hôm nay chúng ta cùng đến với một em cổ sư có thể nói có số má vào lần truyền kỳ 2. Em cổ sư này thì quá chất lượng rồi. Thì bây giờ mình sẽ review cho anh em trước nha, bằng cách đó là review về đêm đi, cũng như là review về ví dụ như là cái F3 rồi các thứ trước, trước khi mà đến với đồ đạc. Ok nhá. Thì bây giờ thì mình xin review bằng cách đó là mình tỉ võ với Ngai Minh Kiếm biểu tướng. Thì Ngai Minh Kiếm này cũng sẽ bán luôn. Vâng, Ngai Minh Kiếm này bán luôn thì cũng đọc clip rồi đấy. Thì bây giờ đến em cổ sư này. Vâng, thì mình sẽ review cho anh em xem nhá. Đầu tiên là mình sẽ tỉ võ rồi, ở đây mình tỉ võ rồi nhá. Thì mình sẽ sử dụng cái skin đó là thi cổ đúng không ạ, đó là quỷ vương cổ. Mình sẽ đấy cho vào cái Ngai Minh Kiếm này, sau đó là mình thử ấy lên xem là thi cổ được bao nhiêu máu nào sau khi mà ví dụ đây đây đợi tí đây đây, đây. Rồi ok, tôi sẽ chuyển sang Ngai Minh Kiếm anh em nhá. Rồi thi cổ nó sau anh em có thể thấy là mỗi một khi mà Ngai Minh Kiếm đánh ấy, nó mất tầm khoảng 50k máu là cao nhất nếu mà phun máu anh em nhá. Nếu mà phun máu đây đây để tôi ấy cho anh em xem này. Nếu phun máu tôi sẽ mặc tôi sẽ ấy phun máu lên, từ từ cho lên 500k máu nữa. Hình như là nó sẽ mất 10% sinh lực anh em ạ, 10% thì phải. Để tôi xem cái off của ấy, của sư là mất 10% sinh lực, đúng rồi, giới hạn 10% luôn, quá là tuyệt vời luôn. Đây anh em thấy là phi một phát mất 50k máu này, chúng ta 400 này, mất 46k này, đấy. Mất 10% sinh lực của cái mà máu mình đang có hiện tại là bao nhiêu đúng không ạ? Khá là chất lượng rồi. Rồi ok. Thì đây, chuyển sang áp chính cho cổ sư anh em nhá. Thì đây anh em sẽ thấy là bây giờ mình sẽ đêm này, cào khá là đau này. Hiện tại thì áp này có cả áo xoái anh em nhá, áo xoái rồi. Thì bây giờ mình tiến hành review áp này cho anh em xem. Anh em thích chơi cổ sư, nói chung là con này mới đi một bụt, tôi khẳng định với anh em là chấp tất cả bọn Thiếu Lâm Quyền và tướng soái rồi các thứ, rồi các hệ phái, có thể nói là khi mà cổ sư vào một bụt lên server một bụt thì nó làm chùm, gần như làm chùm rồi, không khẳng định là nó là có thể ăn được tất cả hệ phái nhưng mà gần như làm chùm rồi nếu mà đã quá cảnh và đồ đạc như thế này. Và anh em thấy là đầu tiên hiện tại là ác nó đang hiệu một mà trong khi lượng máu là 510k và quá là kinh khủng. Kim Sa 7 anh em nhá, mắc binh coi như anh em về là chỉ được BK thôi, vào đập mấy cái bọn mà láo nháo đập chết hết luôn. Ok, đầu tiên này, đây có S6 này, tăng vô cụ 150, còn chưa lên vô cụ 150 luôn. Đấy, con này mà lên vô cụ 150 còn trâu nữa nhá. S6 này, tỷ lệ sát thương giảm nửa và vô cụ 100 điểm. Tin tức chuyển sinh 10 cấp 99 chắc chắn không, có cảnh. Thì hiện tại chúng ta thấy là anh em thấy có hiệu Thiên Xu Ngọc Hoàng. Đấy, hiệu kết nghĩa này, Thiên Xu Ngọc Hoàng kết nghĩa này, bàng hội vinh dự này, anh em thấy chưa? Rồi hiện tại ác hiệu một nha, chưa có hiệu đêm hay hiệu gì cả đâu. Tiếp tục này, về võ thánh rồi đúng không ạ? Tiền phong công trạng hơn 5 triệu cơ. Vâng, chơi cổ sư mà chơi bằng hẳn quả tướng luôn à, tràn quả công trạng cực kỳ cao. Ở đây thì mạch đây nha, mạch hiện tại đi theo mạch ngoại, bởi vì tại sao mạch ngoại chắc là ác này lấy độ trâu rồi. Tí nữa mình sẽ vào một để review cho anh em xem độ trâu của hiệu một. Thì anh em thì thấy là mạch nội chỉ lấy mạch 2 thôi, ở đây chắc là lấy độ trâu đi mạch ngoại anh em ạ. Chứ cổ sư bình thường nếu mà cổ sư mà đi đêm ấy thì nó sẽ là đi mạch nội đúng không ạ? Cộng thêm mấy kim xà nội nữa. Đây kim xà lấy là kim xà sát thương. Rồi, mình tiếp tục này. Nón sát tinh bằng trang bị, anh em thấy lượng đêm nó không phải là cao bởi vì áp này là lấy độ trâu mà, lấy độ trâu. Đầu tiên nón sát tinh cộng 13. Ui phun đá 7 luôn anh em ạ, cân cốt sinh lực. Tăng sinh lực 16k, phun đá 7, hai đá giảm thọ thương một đá sinh lực. Quá là kinh khủng. Áo xoái này, anh em vào này, có áo xoái rất là thuận tiện BK này. Rồi áo xoái là full linh hoạt này, full đá 6 nha. Quần thì một đá 7 và hai đá 6, quá là chất lượng luôn. Và ác thì hiện tại phòng thủ bảo kích 249 nhưng mà chưa hiệu 10. Hiệu 10 lên nó phải gần 300. Cặp ngọc hào hiệp vô hạ nha, gần cốt này tỷ lệ nội ngoại và nội tiêu hao này, cái thứ hai là hiệu quả thương dược này. Rồi. Ok, cái này thì hào hiệp vô hạ lốt này, cộng 13, phun đá 5, tín vật cấp 17, tín vật 17. Ngoại trang thì đương nhiên chuyển sinh 10 rồi. Cổ sư thì linh hoạt gân cốt này, công kích nội công.
Em nhìn nhá, máu hiện tại là chưa có hiệu 10, hiệu 10 nó lên phải 540k. Linh hoạt gần gần cốt công kích nội công, OT3 là giảm thọ thương, con này khá là trâu bò rồi. Rất là trâu bò rồi. Hai ô cuối là điểm vô cụ anh em nhá, vô cụ 70. Văn sức cấp 3, chuẩn hệ đủ hệ luôn. Rồi, chúng ta review đến cái phần đó là Kim Sa 7. Có thể nói là cộng 14 và 13. Anh em nhìn thấy cái tẩy Kim Sa không? Có thể nói là cực kỳ là chất lượng rồi. Sinh lực tăng 25k và linh hoạt 118 điểm, vàng chóe luôn, không còn gì để chê luôn đúng không ạ? Dòng trên anh em có thể dùng tẩy tâm để tẩy cho nó đẹp hơn nữa cũng được. Còn dòng tiếp tục là anh em nhìn thấy huy chương cũng cực kỳ đẹp, sinh lực tăng 25k và linh hoạt tăng 80, tăng sát thương 175 điểm đúng không ạ? Còn cái dây này, toàn bộ thuộc tính là phòng thủ bảo kích này, rồi hai món sinh lực một món phòng thủ bảo kích, quá là chuẩn hàng rồi. Về mật tịch chính 10 thành 4 phụ lục, tôi nhìn thấy là tôi thấy rất là đẹp rồi. Dòng 3 101%, tiến cấp vô cụ 108 điểm, tương đối là ổn. Hiệu 10 là phải lên hơn 1000 vô cụ anh em nhá. Mật tịch tiêu dao ở đây 8 thành. Có ui. Này, anh em nhìn thấy gì không? Nhìn thấy gì không? Con này có kiếm 140%, mà anh em thấy là cái mà nguyên liệu để úp cái kiếm lên 140% rất là tốn rồi. Để tôi sẽ thử xem ở trong rồi. Vâng, anh này có ngựa 140%. Anh em nhìn thấy chưa? Chạy nhanh như gió luôn. Tự nhiên là chạy nhanh hơn ngựa 120% rồi. Review tủ áo là thú cưỡi nào. Ở đây là kiếm gì nhỉ anh em nhờ? Xem lưu tủ áo chưa, chắc là lưu rồi. Không thể không lưu được, anh em nhìn có hạn rồi. Phong xương kiếm rực rỡ đó. Phong xương. Đây thú cưỡi này sau khi tăng cấp này. Ui, chúng ta có phong xương kiếm rực rỡ này. Lưu tủ áo rồi nhá, trang sức này. Có cánh vàng này. Ngoại trang thì có tương đối là nhiều ngoại trang này anh em này. Khá là nhiều. Rồi. Điểm bang nào, điểm bang còn 56k, thoải mái cho anh em bật hiệu luôn. Thoải mái bật hiệu luôn. Và chúng ta có một cái giày kim xá xác suất giảm nửa thọ thương kim xá 6 nhỉ. Rồi review về đồ đạc khác thì anh em thấy là có cả một cái chảo thanh long cộng 7, rất là ngon, được tiêu hao 70%. Đấy. Thêm cái ngọc 40% là làm con này đi bang hội tinh anh, chắc chắn là con này phải có slot bang hội tinh anh rồi. 24 rồi, trong một bang hội mạnh mạnh nào đó đúng không ạ? Đấy. Rồi, xét hiệu quả thương dược, mật tịch này, rất nhiều các thứ này. Rồi chúng ta review đá quý anh em nhá. Đá quý thì chúng ta, úi giời ơi, đá quý huyết chi thạch này rất nhiều. Nguyệt này cũng có một viên đá 6 cũng tương đối là nhiều. Rất nhiều đá luôn, đá hổ này. Uầy, loại đá đéo nó cũng nhiều, nhiều kinh khủng luôn anh em. Rồi, nội lực đối phương tiêu hao 6%, nội lực tiêu hao 70%. Con này mà đi cào thì khá là chất lượng này. Hết mana của đối thủ ngay. Ác này thì hiện tại sẽ vượt quán hổ anh em nhá. Sẽ vượt quán hổ đâu rồi? Bày bán chúng ta có gì, quân công à? Rồi, review thủ khố cho anh, nốt cho anh em xem này. Sau đó mình vào test ở trong 1-1 này. Giảm thọ thương này, áo chạy vác này. Giảm thọ thương 15%, giảm thời gian thọ thương 70%. Ở trong đây thì có một cái vũ khí của chiến cuồng nữa này. Rồi, vũ khí chiến cuồng. Kim xà 6 này. Kim xà 6 nội này. Có cả kim xà 6 kháng tất cả luôn anh em ạ. Rồi, kháng tất cả. Ẩm huyết các thứ đầy đủ cho anh em nâng cấp lên. Hiện tại thì có sát tinh rồi. Anh em có thích úp với sát tinh cũng được. À, có một cái chảo thanh long cộng 12 này. Nội lực tiêu hao 60%. Ác này khá, nói chung là tẩy kim xà khá là đẹp. Thuộc tính ấy. Tiếp tục là về bộ châu nhá. Về bộ châu của ác này. Ui, ác này có một viên châu 7 này. Thủy vân này. Chọn châu chuẩn hệ để lấy vũ cụ 100 điểm. Và chúng ta cùng soi châu nhá, cùng soi châu. Một viên châu 5 này. Xác suất chống miễn dịch phá phòng này. Cái này thì chưa tăng cấp này, chưa tôi luyện này. Cái châu thứ hai. Châu 7 đã tôi luyện rồi này, sinh lực phòng thủ bảo kích này, có cả phòng thủ bảo kích luôn này. Châu thứ ba này, chí mạng này, hạ cực thủy là tốc độ chạy tăng 6%. Ui, con này chạy nhanh cực luôn. Châu thứ tư, phòng thủ ngũ hành này, cũng ngon. Cái này cũng ổn này. Châu thứ 5 lại có tốc độ chạy này, con này chưa tôi luyện nhá, sát thương tăng thể lực cộng 30, còn thể lực chạy mòn mỏi. Cuối cùng là giảm thọ thương 6%, tiêu hao nội lực giảm 11%, rất cần cho cổ sư rồi. Ok, mình sẽ xem còn cái gì nhỉ. À, rồi, chúng ta sẽ review đến cái phần hóa cảnh, quên mất. Hiện tại ác thì để xem được bao nhiêu mạch hóa cảnh nào anh em. Hiện tại ác là 40 mấy mạch rồi đúng không? Để mình xem xếp hạng hóa cảnh ở đây nào. Con này là cổ sư SS à?
Đây đây, con này 42 mạch hóa cảnh anh em nhá, 42 mạch đây. Xếp hạng hóa cảnh 42 mạch rồi. Cổ sư hiện tại trên thị trường thì có Ama Công Hoàng Ly cũng tầm khoảng mấy chục mạch. Và con này thì cũng đã 42 mạch rồi, khá là cao rồi. Cổ sư đây ạ, 42 mạch đây ạ. Anh em nhìn thấy chưa ạ? Đây ạ. Rồi lại 42 mạch chạm tới 42 rồi nhá. Khá là chất lượng rồi. Anh em con này cao. Rồi cái phần cuối thì tôi sẽ qua bên Biện Kinh đi, test thử cho anh em xem. Tôi test trận thôi nhá, một hai trận thôi chứ test nhiều là tôi nguy hiểm lắm. Tôi không ấy được. Vâng, tôi test một hai trận cho anh em xem này. Từ từ anh em, từ từ. Tôi phải cài skin đã nhờ. Rồi cài một ít skin đã, rồi vào test lên server 1-1 độ trâu cho anh em hiệu 1 nhá, hiệu 1 chứ không phải là hiệu 10 đâu. Tôi sẽ test thêm một cái gì nữa. Còn tôi review khi mà chạy bộ cho anh em xem này. Chạy nhanh như là cơn gió luôn. Vâng. Cái này thì hôm nay tôi sẽ test chủ yếu là tại sao? Test thứ nhất là test cái gì nhờ? Test cho anh em thứ nhất là về, ôi rồi, đầu tiên gặp Minh Giáo Trận Binh đúng không ạ? Minh Giáo Trận Binh. Cái này thì tôi sẽ test tanh vác luôn anh em nha. Hiệu 1 nha, đang hiện tại hiệu 1 chứ không phải hiệu 10. Hiệu 10 thôi mắc trâu luôn. Tôi sẽ búp, tôi tanh vác mà. Tôi tanh, à quên, tanh tanh độ trâu luôn. Như vậy là tôi sẽ, rồi, tôi sẽ tanh độ trâu luôn anh em. Tôi sẽ chơi quả thi cổ của người này. Thôi địt mẹ xong rồi, thôi thôi, gặp anh tài chủ tịch gì đấy anh ấy. Còn mình có biết chơi cổ sư đâu. Nó thả hiệu, địt mẹ xong rồi. Thôi thôi, ăn cứt rồi. Vãi cả luôn, vừa vào gặp bạn tài chủ tịch luôn thì đánh đấm cái gì, làm sao mà review được. Vãi cả đi. Từ nhá, cái này anh em thật ra là nếu mà anh em chơi cổ sư mà chơi chuẩn là vẫn là ăn tài chủ tịch bình thường nhá, chứ không phải là chuyện đấy đâu. Tại mình không biết chơi, mình không biết huyễn cổ các thứ. Mình test độ trâu thôi mà. Thôi để tí nữa tôi test mấy thằng Thiên Long Quyền hóa cảnh cho anh em xem. Vãi cả lên, trận thứ hai gặp cổ sư cùi rồi. Không review cho anh em được xem rồi. Ui nó hạ. Cổ sư này không ăn thua, không ăn thua rồi. Full treo. Hôm nay toàn gặp treo này, vừa gặp anh tài tịch thì còn lại là toàn treo. Phải cả lìn. Không test được cho anh em rồi. Khó nhỉ. Hôm qua anh người thích hợp để review cho anh em xem rồi. Thôi thì hẹn anh em ở clip review khác, nhưng mình công bố giá luôn nhá. Full arc này là 60 triệu Việt Nam đồng. Vâng. Arc hiện tại 42 mạch hóa cảnh kim sa 7, sát tinh và áo xoái rồi. Chúng ta chỉ việc múc về BK thôi, đúng không ạ? Full arc là 60 triệu. Nếu anh em cần kết em này thì có thể là inbox mình để mình hoặc là thương lượng với chủ arc thì mình sẽ cứ inbox mình. Anh em cần thì sẽ có ngay. Ok, thì mình sẽ để Facebook như số điện thoại cuối để anh em liên hệ. Ui, phiếu được hiệu rất nhiều anh em nhá. Thoải mái được hiệu các thứ luôn. Ok, hẹn anh em các clip tiếp theo nhé.